Nội chung một đam mê. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thực sự rất vui khi tôi được tham gia trải nghiệm những địa điểm du lịch nổi tiếng và khám phá những món ăn ngon trong chương trình Du lịch và ẩm thực. Hãy cùng với chúng tôi chờ đón những điều thú vị trong chương trình nhé. Và tôi là Thanh Tâm. Xin chào quý vị. Ẩm thực thì muôn màu, và trên con đường khám phá ẩm thực đó thì cá nhân tôi luôn luôn không ngừng học hỏi và tìm tòi, sáng tạo. Mọi người thì vẫn gọi tôi là một thầy giáo, và trên thực tế thì tôi cũng có rất nhiều học sinh. Tuy nhiên thì ở mỗi một vùng miền thì lại có một sản vật cũng như là ẩm thực khác nhau. Và tôi là Lê Công Miên. Bài hát mà gần như ai cũng thuộc với nội dung rằng là cho dù đi khắp bốn phương trời thì lòng vẫn hướng về Hà Nội. Vâng, và với vẻ đẹp và của 4.000 năm lịch sử, với vẻ đẹp kiều diễm của những con phố xưa và với cả vẻ thanh lịch của thiên nhiên bốn mùa nữa, tất cả đã làm nên một Hà Nội rất riêng với vẻ đẹp không trộn lẫn, phải vậy không anh Công Yên? Vâng, Hà Nội nhỏ thôi nhưng mà những mái ngói xô nghiêng này và chính những cái cuộc sống của Hà Nội thì đã chạm tay tới hàng triệu du khách mỗi khi đến thăm Hà Nội. Chả thế mà chính con người Hà Nội mỗi khi mà có thời gian rảnh rỗi thì họ cũng thường đi dạo trên những con phố và những cái ngõ ngách để hiểu thêm về trong lòng Hà Nội chứa đựng những lịch sử, những thăng trầm chất chứa trong đó. Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình ngày hôm nay chính là ở Hoàng Thành Thăng Long, một quần thể khu di tích đồ sộ gắn liền với lịch sử của thành Thăng Long Hà Nội. Có thể nói rằng là đây là một trong những công trình kiến trúc rất là đồ sộ, được xây dựng qua các cái triều đại vua khác nhau cũng như là các cái mốc lịch sử, và trở thành một trong những quần thể di tích lịch sử không thể thiếu được trong tổng thể quần thể di tích lịch sử của Việt Nam và đã được UNESCO công nhận rằng di sản văn hóa thế giới. Cảm nhận được là không khí ở trên này rất mát mẻ và trong lành không ạ? Thật sự là trong lành, thật sự là rất là linh thiêng. Kể cả những cái cây xoài này thì đã có từ cách đây hàng trăm đến hàng nghìn năm rồi. Và đứng ở bên Hoàng Thành này thì chúng ta có thể nhìn thấy được bên kia đấy chính là cột cờ Hà Nội. Vâng, cột cờ Hà Nội. Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội có diện tích 20 ha, bao gồm khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và các di tích còn sót lại trong khu di tích thành cổ Hà Nội như Bắc Môn, Đoan Môn, Hậu Lâu, Rồng Đá Điện Kính Thiên, Nhà Con Rồng, Nhà D67 và Cột Cờ Hà Nội. Công trình kiến trúc đồ sộ này được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Những dấu vết kiến trúc độc đáo cùng hàng triệu hiện vật quý giá đã phần nào tái hiện lại quá trình lịch sử trải dài từ thời kỳ Bắc thuộc dưới ách đô hộ của nhà Tùy và nhà Đường thế kỷ 7 đến thế kỷ 9, xuyên suốt các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc và Nguyễn 1010-1945. Ngày 1 tháng 8 năm 2010, Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua nghị quyết công nhận khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội là Di sản Văn hóa Thế giới. Đây là niềm tự hào của không chỉ riêng Hà Nội mà còn của cả đất nước Việt Nam. Điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta trong hành trình ngày hôm nay
chính là ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng và không thể bỏ qua mỗi khi đến với đất thủ đô. Có thể nói là Văn Miếu Quốc Tử Giám là một quần thể di tích lịch sử mang ý nghĩa biểu trưng của nền văn hóa phát triển của Hà Nội. Vâng, và ngày nay Văn Miếu Quốc Tử Giám không chỉ là nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là trong những ngày này khi mà kỳ thi đang tới gần, đây còn là nơi mà các bạn học sinh cuối cấp thường xuyên lưu đến với mong muốn là sẽ đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Chúng ta đang dừng chân tại cái cổng Khuê Văn Các. Đây là một cái cổng biểu trưng của Hà Nội. Mỗi khi mà nhìn thấy cái cổng này thì gần như là ai cũng sẽ hình dung ra ngay Hà Nội ngay. Và bất kỳ một du khách nào ấy, khi mà đặt chân đến Văn Miếu Quốc Tử Giám thì đều dừng chân ở cái cổng này để mà chụp lưu lại những cái bức ảnh ấy. Mình đang đi tới là bia tiến sĩ, nhưng mà em đang thắc mắc một điều rằng là tại sao những bia tiến sĩ mà lại phải là để hình con rùa mà không phải để hình một con vật khác ấy? Quy đó là chính là một trong những tứ linh linh vật linh thiêng mà trong cái tiết thờ mẫu của người Việt Nam ấy là được tôn thờ, và chính là Kim Quy thì cũng đã giúp vua lấy được giang sơn đất nước trong cái sự tích trả gươm báu. Vì chính vì vậy thì người ta đã chọn hình ảnh của những kim quy này để đội những cái bia tiến sĩ. Quần thể di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám khá đa dạng, phong phú, nằm trong khuôn viên rộng 54.331 m², bao gồm nhiều công trình kiến trúc nhỏ khác nhau. Trải qua nhiều tu sửa, hiện nay quần thể di tích này bao gồm Hồ Văn, Văn Miếu Môn, Đại Trung Môn, Khuê Văn Các, Giếng Thiêng Quang, Bia Tiến Sĩ, Đại Thần Môn, Nhà Thái Học. Ngày nay, Văn Miếu Quốc Tử Giám còn là nơi tổ chức hội thơ, là nơi khen tặng những học sinh ưu tú xuất sắc và là địa điểm tham quan nổi tiếng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế trong dịp du lịch Hà Nội. Đồng thời, đây cũng là điểm hẹn xin chữ của người dân Hà Thành trong những ngày Tết truyền thống với ước mong năm mới an lành, hay trong những mùa thi quan trọng của đất nước với niềm tin đỗ đạt của các sĩ tử. Đến với Hà Nội thì quý khách không chỉ tìm hiểu về những di tích lịch sử mà còn vô vàn những món ăn ngon. Tâm này, em thích món ăn gì? Em muốn ăn cái gì mà nó có nước một chút cho dễ ăn ấy. Có một món ăn không phải đặc sản của Hà Nội, và đây là một món đặc sản từ vùng miền mang tới, nhưng đã có mặt ở Hà Nội từ rất lâu rồi, và vô hình chung thì nó đã trở thành một món ăn quen thuộc của người Hà Nội. Đó là món gì thì quý vị hãy cùng tôi khám phá món ăn đó nhé. Chào bạn. Chào chị. Chào em. Chào. Vâng, chị Thiệu Hương này, Thanh Tâm thấy rằng là hiện nay có rất nhiều các cửa hàng bánh đa cua, vậy thì không hiểu là vì sao mà chị lại lấy tên cửa hàng của mình là An Biên, và cái tên An Biên này nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Đối với người Hải Phòng thì cái tên An Biên có lẽ là nó cũng không xa lạ gì, bởi vì An Biên chính là một cái tên cổ của Hải Phòng. Mang cái tên An Biên này để thể hiện được cái nguồn gốc, cái nguyên liệu và các món ăn của Hải Phòng mang đến với thực khách của không chỉ Hà Nội mà cả các thành phố khác nữa. Điều khác biệt gì để làm nên bánh đa cua của An Biên với những cái loại bánh đa cua khác ở bên ngoài? Cái câu hỏi của anh làm cho Hương nhớ về cái thời gian đầu tiên khi Hương được tiếp cận với cái món bánh đa cua Hải Phòng. Thì ngày đầu được ông xã giới thiệu món ăn này, và ông xã cũng là người Hải Phòng luôn. Như vậy là chị là dâu Hải Phòng đấy ạ. Thì Hương rất ấn tượng với cái cách kết hợp những sợi bánh đa đỏ tươi của người dân khi họ làm cái bánh đa lên các cái phên, kết hợp với lại nước dùng cua đồng. Và cùng những cái nhân này nó tạo ra một cái hương vị rất là ngon và rất là đặc trưng. Và thực sự là cái nhu cầu của khách hàng bây giờ, họ tập trung rất là nhiều vào
những cái giá trị của món ăn cũng như là cái hương vị của nó. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì họ tập trung cả vào những cái trải nghiệm mà họ có trong cái không gian rất là phù hợp nữa. Chị Hương này, với cái cửa hàng An Biên này thì mình mở được bao nhiêu lâu rồi ạ? Năm nay là năm thứ 7 của An Biên ở Hà Nội rồi anh ạ. Cái cửa hàng này đã được 7 năm rồi ạ? 7 năm rồi ạ, vâng. Và không biết là với 7 năm đó thì bây giờ cửa hàng của mình đã phát triển tới nhiều cơ sở khác hơn chưa ạ? Hiện nay An Biên có 3 cơ sở ở khắp Hà Nội. Và hiện nay gần nhất là có cơ sở 14B Lò Sũ. Thì ở 14B Lò Sũ, An Biên đưa ra một trải nghiệm mới cho khách hàng, với việc là khách hàng tự được chọn và thiết kế được một bát bánh đa cua riêng của mình. Ví dụ như chọn nhân, chọn bánh đa, bún, miến hay rau hay là các cái nhân đi kèm, rất là đa dạng, phong phú. Và khách hàng cũng rất thích thú với cả điều này. Nghe chị kể về các cái món bánh, chỉ là những cái món bánh đa cua thôi ấy, nhưng mà có nhiều những cái thứ để lựa chọn ấy. Cá nhân tôi thì đang rất là nóng lòng để thử xem. Chị có sẵn sàng để mời chúng tôi không nhỉ? Sẵn sàng được mời anh và Đào Tâm để trải nghiệm cái món đặc sản của nhà hàng. Tôi đã thấy cảm nhận được cái hương vị của nó rồi. Hương vị của cái chả lá lốt. Mà khi mà ăn kèm với cái món này thì không thể thiếu được, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Quý vị biết không, đây đích thị là bánh đa cua từ Hải Phòng. Tôi thì vừa thưởng thức xong một món bánh đa cua Hải Phòng và do chính một người con dâu Hải Phòng nấu. Tôi thì nhận thấy rằng là nó có những cái hương vị đúng là khác biệt so với cả những món bánh đa mà tôi đã ăn trước đây. Để tìm hiểu những cái hương vị đặc biệt đấy thì bây giờ tôi sẽ vào trong bếp để cùng với cả đầu bếp làm nên những cái tô bánh đa, xem là cái điều khác biệt đó là gì. Ôi chào Kiên. Rồi, anh thì được chị Hương vừa mới mời ăn bát bánh đa cua của Hải Phòng. Đúng là người con dâu Hải Phòng nấu nó cũng có cái sự khác biệt thật. Thì đúng là có một cái vị gì đó nó khác với cả những cái món bánh đa anh ăn trước đây ấy. Thế anh rất muốn tìm hiểu xem là cái nguyên liệu cũng như là cái cách làm của nó như thế nào. Thì hôm nay em sẽ gửi bạn anh làm Vậy thì món bánh đa cua kia thì đã phục vụ được khách rồi. Anh thấy trong thực đơn còn có cả món tôm sắt. Có điều đặc biệt gì ở trong cái món này không? Dạ vâng, đây chính là con tôm sắt ạ. Tại sao gọi tôm sắt? Bởi vì là con tôm này là thật ra tôm nõn tươi, nhưng mà khi mình ăn rất là dai. Đa phần các món nộm thì cái nước chấm nó cũng là linh hồn. Thì về cơ bản nó vẫn phải chua cay mặn ngọt nhỉ. Mình sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Đến năm 19 tuổi thì mình mới lên Hà Nội học đại học và mình sinh sống và làm việc ở Hà Nội đến tận bây giờ. Thì ở dưới tầng 1 thì mình cảm nhận được sự ấm cúng, nhưng nó chưa rõ nét về những cái bản chất, về những cái bản sắc Hải Phòng. Nhưng mà khi lên đến tầng 2 thì chẳng hạn có những cái khẩu hiệu được in trên tường ở đây thì mình thấy là như thực sự là đang được ngồi ở dưới Hải Phòng với những cái địa danh như kiểu sông Tam Bạc, rồi xi măng, rồi cầu rào. Đấy, nó là những cái địa danh rất là thân quen đối với tuổi thơ của mình. Đây thực sự là một cái không gian mà khiến cho mình cảm giác là mình đang được ở quê nhà của mình. Mình đã từng ăn ở Hải Phòng rồi thì mình thấy là ở đây cũng không kém gì cả. Đỡ mất công đi xa mà vẫn được ăn một cái bát bánh đa rất là ngon. Có đầy đủ các nguyên liệu mà mình thấy là hương vị nó cũng rất là nguyên bản. Thưa quý vị, với muôn vàn món ăn ở đất Hà Thành thì tôi nghĩ là mình món bánh đa cua thôi là chưa đủ. Thực sự là chưa thể nào để làm tót lên được vẻ phong phú và tôi muốn khám phá thêm nữa. Và địa điểm thứ hai tôi muốn giới thiệu với Thanh Tâm cùng quý vị, đó là một món ăn mà bất kỳ ai khi đến với Hà Nội đều muốn thưởng thức món này. Đó chính là món chả cá lão ngư. Chào ạ.
chào cô ạ. Dạ vâng, cô xin chào các bạn. Dạ vâng. Vâng. Nhà hàng chả cá, vậy thì tại sao cô lại đặt tên nhà hàng của mình là Lão Ngư ạ? Con cũng rất là tò mò về tên này ạ. Thực ra Lão Ngư không đơn giản chỉ là ông lão đánh cá, bởi vì trong cái ký ức tuổi thơ của cô ấy, cô rất ấn tượng cái câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng. Vâng, để cho như một cái bài học nhân sinh ấy, rằng là con người ta đừng có tham. Tham rồi lại trở về cái máng lợn mà cô. Và khi cô đặt cái tên Lão Ngư là cái sự răn dạy mình. Trong cái quá trình mình làm doanh nghiệp, trong quá trình mình kinh doanh, luôn lấy đó làm bài học, rằng là gì? Lấy cái gốc nhân làm chính, mình biết chia sẻ, mình biết cảm thông và mình biết làm bằng cái tâm của mình. Chính vì thế cô đặt tên nó là Lão Ngư Chả Cá. Thế còn nếu như các bạn là để ý thì cái logo của chả cá nó cũng là cái hình ảnh hai con cá, nó mang tính nhị nguyên, tức là gì? Nó có sinh có diệt, nó có phát triển, nó có suy tàn. Mặc dù vận đổi xoay vần thế nào thì cái tâm người nhà chủ vẫn bình an như vậy. Khi nào thịnh vượng hoặc khi nào khó khăn thì mình vẫn chấp nhận đón nhận và bình thản. Đúng như tinh thần của Lão Ngư là không tham, không tiếc. Chị Hà này, cái nhà hàng của mình thì đã mở được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Nhà hàng mình từ lúc mở đến bây giờ là đã được 10 năm rồi. Cả một thời gian cũng là khá là dài đấy. Nguyên cớ đâu mà chị lại chọn cái món chả cá mà không phải là bất kỳ một món ăn nào khác của Hà Nội? Mình suốt tuổi trẻ là gần như là mình sống xa quê hương, mình sống ở châu Âu. Thế nên là món ăn Việt nó luôn luôn nó đau đáu ở trong lòng. Cho nên là khi có dịp để làm một kinh doanh, một ẩm thực ấy, thì mình nghĩ đầu tiên là mình muốn phát triển một cái món ăn mang tính truyền thống. Mình sinh ra và lớn lên Hà Nội. Thế trên là cái món chả cá với mình nó trở thành hương vị rồi, nó trở thành cái gì thân thiết và gắn bó. Cho nên là khi mà mình mở cái nhà hàng thì mình điều đầu tiên mình nghĩ đến là mình muốn làm cái món chả cá này. Cái điều gì sẽ làm nên cái hương vị khác biệt hẳn của chả cá Lão Ngưng so với cả những cái món chả khác trên thị trường? Các nhà hàng chả cá khác thì thường là chỉ có món chả cá thôi. Thế nhưng mà riêng nhà hàng mình thì nó lại có cái đầu là cái khai vị. Nó có cái giữa là món ăn chả cá truyền thống món chính, và nó món có chính. Cái kết là cái tráng miệng, làm sao khi khách ăn xong ăn một miếng hớp một tí nước gừng, ăn một chút tàu phớ thấy tâm hồn rất là nhẹ nhàng và thấy những cái món ăn mà nó do cá nó gây nên nó béo một chút là hoàn toàn là không còn nữa. Và nước gừng đấy người ta gọi như một cái sự nhân sâm, nó cân bằng lại và khiến cho người ăn rất là thấy thoải mái. Và không biết là cô lấy mắm tôm từ huyện nào của Thanh Hóa? Cô lấy mắm tôm từ một cái huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Tĩnh Gia. Thế và moi nhà cô phải là moi nổi, con biết rồi đấy, đúng không? Chứ không thể là moi chìm lẫn cát, lẫn cá nó rất là tanh. Còn moi nổi và muối với cái muối 3 năm. Muối 3 năm thì nó mới có đủ đặc và nó không bị chát. Chứ còn nếu mà muối mới thì sẽ bị chát. Với làm nghề như tôi thì tôi rất là tò mò để tìm hiểu xem cái quy trình chế biến của chị như thế nào. Chị có sẵn sàng giúp tôi không ạ? Sẵn sàng ạ. Thực ra nó giản dị lắm. Hành hãy chọn hành thật ngon, thật đúng sạch. Rồi. Cá hãy chọn thật cá ngon, thật sạch. Thế còn ướp gừng thì là phải là gừng bánh tẻ. Đúng rồi. Rồi ướp giềng cũng phải là giềng ngon, ướp nghệ cũng phải là nghệ ngon. Mình hãy chi ly, chi tiết. Tức là kỹ lưỡng đúng không ạ? Vâng, kỹ lưỡng. Cho vào nó sẽ ngon. Thực ra món thì nó không hề quá cầu kỳ, nhưng mà nó phải là chi tiết từng cái chi tiết nhỏ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào bếp đi. Anh Đạt này, khi mà nướng cá này thì điều quan trọng nhất là phải lật tay nhanh đúng không? Để cho nó không bị cháy. Thank you.
ngày trôi qua quá nhanh quá.